Khi cảm được cái đau của người khác, mình mới có thể hiểu được và mới có hành động được. Còn nếu không, mình sẽ vẫn dưng đứng nói đáng đời. Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy, đứng gần thập giá của Chúa Giêsu, có mẹ người cùng với chị mẹ người là Maria vợ của ông Clopas và Maria Magdalena. Khi thấy mẹ và bên cạnh có người môn đệ Chúa yêu, Chúa Giêsu thưa cùng mẹ rằng: Thưa bà, này là con của bà. Rồi người lại nói với người môn đệ rằng: Này là mẹ của con. Và từ giờ ấy, môn đệ đã lãnh nhận bà về nhà mình. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, người khen Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, thường là khi xem phim, khi thấy ai sắp bị tai nạn hay là đau khổ, nhất là sắp sửa bị nguy hiểm đến tính mạng, thì rất nhiều người tưởng cảnh đó là thật, rất đau khổ, sợ hãi. Mà đó chỉ là cảnh mà Hollywood dàn dựng thật khéo để ăn tiền chúng ta. Cho nên nếu một gia đình nào đó đến xin cộng đoàn cầu nguyện cho đứa con sắp được giải phẫu, nó khác, vì đó là chuyện thật. Mặc dù giải phẫu không phải là sự hành hạ, nhưng biết đó là cơn nguy hiểm và có đau đớn vì dao kéo trên thân xác. Cho nên bất kỳ nhìn cảnh nào đau đớn về phần xác, người ta cũng chạnh lòng. Huống chi là cảnh người thân của mình bị đau khổ như vậy. Cho nên cái đau khổ nhất là bà mẹ nhìn con mình bị hành hạ. Chúng ta đã từng biết, tôi đã từng nói hôm tuần rồi, chữ Maria theo tiếng Do Thái có cách đọc khác là Miriam. Mà chữ Ma là cay đắng, là đau khổ. Còn chữ Yam có nghĩa là cái biển mênh mông. Như vậy, ý nghĩa của tên mà ông Joachim và bà Anna đặt cho Maria, sao nó trùng với sứ mạng mà Đức Mẹ phải lãnh nhận, là một biển khổ. Đức Mẹ đã đứng dưới chân Thánh Giá như cái bài tin mừng mình vừa mới nghe. Chắc chắn rất đau đớn khi con mình hấp hối mà cái thân xác tan nát. Không ai đau bằng, chắc chắn. Tôi kể lại câu chuyện tôi đã tường thuật ở đây nhưng chắc nhiều người quên rồi. Ngày 17 tháng 4 năm 2014, ai muốn đọc lại câu chuyện cứ về đánh nội dung câu chuyện lên Google, họ cho cả hình ảnh. Tôi lặp lại, ngày 17 tháng 4 năm 2014, 10 giờ sáng ở một cái làng nhỏ ở Iran, một đất nước Hồi giáo. Mà ra đề một chút để quý vị biết, Hồi giáo theo luật Sharia, có nghĩa là mách thì thế mách, răng đền răng. Anh làm con tôi chết thì tôi sẽ cho con anh chết. Luật đó không áp dụng trừ khi cái người nạn nhân đó, cha mẹ của người nạn nhân hay người vợ của nạn nhân hay người chồng của nạn nhân chính thức thà, thì chính quyền cũng thà. Còn nếu không thì chính gia đình nạn nhân sẽ là người hành hình cái người có tội đó. Ví dụ ném đá thì gia đình đó ném trước. Ví dụ treo cổ thì gia đình đó đến đạp cái ghế để cho người kia bị treo lủng lẳng, vân vân. Thì ngày 17 tháng 4 năm 2014 khoảng 10 giờ sáng, một tử tội nam giới tên là Balan, tên tiếng Iran,
được đưa từ nhà tù đến cái giá treo cổ đã được chuẩn bị sẵn trong một ngôi làng, nơi đó là anh ta đã sống và lớn lên. Một buổi hành hình công khai tại một làng nhỏ vì anh mang tội tử hình. Mẹ và chị của Ba Lan gào khóc thảm thiết. Ông bố thì cay đắng nhưng ông kiềm chế được, bởi vì thấy cảnh sát dẫn đứa con ra không thể lầm được, dù cái đầu của anh ta đã bị một cái bao vải màu đen và thật dày trùm lên rồi. Họ không bịt mắt đâu, họ trùm nguyên cái đầu. Cho nên bà mẹ của Ba Lan và mấy chị em khóc thảm thiết. Ba Lan nghe, anh ta gục gạt đáp lại nhưng không trông thấy là vì bị che rồi. Thòng lọng đã được treo sẵn và hai viên cảnh sát đỡ anh ta lên đứng trên chiếc ghế, một cái ghế gỗ thường, cao khoảng 4 tấc rưỡi thôi. Từ đó căng dây ra mà hãy xô cái ghế đi, đủ chết rồi. Anh ta đứng đó chờ mình chết, bởi vì người ta đọc bản án theo lệnh. Đọc, người ta đọc lại lịch sử 7 năm trước đó, trong một cuộc cãi vã ở đường phố, Ba Lan lúc đó 19 tuổi đã dùng dao đâm chết Abdullah Hetsenzadeh, tên dài đừng có nhớ, cứ nhớ Abdullah được. Lúc đó Abdullah 17 tuổi và bị đâm chết. Ba Lan bị bắt, bị xử là vì gia đình của Abdullah nhất định đòi luật Sharia. Ba Lan được cảnh sát đặt đứng trên chiếc ghế xong, và chính gia đình của Ba Lan đứng nhìn thấy gia đình Abdullah từ từ tiến ra để đạp cái ghế. Bà mẹ suýt ngất đi rồi, bởi vì thấy những người kia họ đến đạp cái ghế là con mình sẽ gặt gặt hai cái chân rồi là chết. Chết thật nhanh, kết liễu kẻ đã giết con của họ 7 năm trước. Mà trong 7 năm đó, cái người mẹ mà mất đứa con đau khổ biết bao nhiêu. Là vì đối với thế giới Ả Rập, con trai đáng quý, y như người Hoa vậy. Thì bất ngờ, gia đình của Abdullah tiến đến gần Ba Lan, không phải để đạp cái ghế, mà bà mẹ xin được đứng gần. Bà vói lên, đâu có xa lắm, bà tát một cú như trời giáng vào cái mặt bị cái bao nó trùm lại. Anh ta lảo đảo suýt ngã, mà nếu ngã là chết, bởi vì sợi dây nó căng rồi. Cho nên hai viên cảnh sát giữ anh lại. Mấy người chung quanh sầm xì, nó đã sắp chết rồi bà còn đánh nó làm gì? Không, bà đánh xong bà gỡ cái khăn che mặt bà lên và bà nói: gia đình tôi tha cho anh, Ba Lan anh phải sống. Viên cảnh sát nghe như vậy ngạc nhiên, và chính ông bố tức là chồng của bà Abdullah, mẹ Abdullah cũng nói: vâng, gia đình chúng tôi không muốn một cái đau khổ nữa. Và người ta tha, mở cái bao ra. Ba Lan quỳ dưới đất chưa biết mình sống hay chết, bởi vì hoang mang. Hai bà mẹ ôm nhau khóc. Cái bà khóc nhiều nhất không phải là bà mẹ của Ba Lan, mà là cái bà có đứa con đã chết. Rồi bà, chính tay bà gỡ cái thòng lọng ra khỏi đó, cái cổ của Ba Lan. Hai bà ôm nhau khóc, cả hai bà cùng khóc. Một bà mẹ mất con trai 7 năm trước, đau khổ gặm nhấm trong 7 năm, và một bà mẹ có đứa con vừa được tha chết. Cả hai khóc nhưng không ai đau khổ nữa, là vì cả hai được giải thoát. Tâm hồn của bà mẹ của Abdullah cảm thấy hạnh phúc, là vì thông cảm được cái nỗi khổ. Mình đã đau khổ, bây giờ thấy người đồng hương của mình trạc tuổi mình có đứa con mà phải chứng kiến nó phải bị giết, còn con mình chết ngoài đường phố, đem về nó đã chết rồi. Cho nên bà tha. Chúng ta thấy khi cảm được cái đau của người khác, mình mới có thể hiểu được và mới có hành động được. Còn nếu không, mình sẽ dẫn dân đứng nói đáng đời, tên sát nhân.
câu chuyện này xảy ra có thật, báo chí đăng sùm vào khoảng năm 2014, tức là 6 năm trước. Và người ta bình luận đủ thứ, nói ở thế giới Hồi giáo cũng có những tấm lòng nhân ái, cũng có tha thứ. Thật hay. Thưa quý ông bà, tại sao tôi dẫn lui ra như vậy? Là vì có ai ở đây là mẹ, chắc dễ hiểu hơn cái tâm tình của Đức Mẹ khi đứng dưới chân cái cây mà trên đó lòng thòng cái xác của con mình. Rồi có vài tiếng sau người ta hạ xuống, chắc khoảng 3 tiếng đồng hồ người ta hạ xuống thì bà ôm lấy thì đã chết cứng rồi. Ai là mẹ sẽ hiểu hơn, tôi tin chắc điều đó. Ai là mẹ sẽ cảm được cái đau khi con mình bị đau. Ai là mẹ sẽ hiểu được cái nỗi mà nó dày xéo trong tim mình, nóng như cục lửa nằm trong trái tim, khi không làm sao để cứu con mình. Đó là một thiên chức, và đó là một cái tâm tình mà bà mẹ nào cũng có. Hôm nay chúng ta mừng lễ Đức Mẹ, tôi sợ chữ sầu bi lắm, tôi chỉ nói Đức Mẹ đau khổ cùng với con mình. Bởi vì trong chữ bi hình như có chữ bi quan trong đó, thơ sợ sợ. Nhưng mà ngày xưa đã dịch như vậy rồi, thì thôi đành chịu, cứ Đức Mẹ sầu bi. Chấp nhận thôi, không sao. Nhưng mà rõ ràng là chữ bi nó hơi có tiêu cực. Chúng ta cầu xin Đức Mẹ cho những đau khổ của chúng ta, ai cũng có đó. Đừng có tưởng có người nào đó nhẫn nhơ, chưa hề đau khổ. Thưa không, nam cũng có, nữ cũng có, già cũng có, trẻ cũng có. Sống độc thân cũng có, người có gia đình cũng có, mà có lẽ người có gia đình lại có nhiều hơn. Cho nên có chuyện cười là ông Phêrô đó, ông ngồi ông ấy khám thì có một ông lên, có 3-4 ông cũng đang lên thì ông đang khám, có một ông lên, Phêrô hỏi tình trạng gia đình. Dạ thưa, một vợ 2 con đứng đây đợi. Ông kia, tình trạng gia đình 2 vợ 1 con vào ngay. Cái ông một vợ 2 con là nó sao kỳ đấy, nó không giữ luật nhất phu nhất phụ mà, tại vì nó đau khổ gấp 2 con nữa, con biết không? Đó là chuyện chơi thôi á, không có thật. Xin Chúa ban cho tất cả các bà mẹ, vì đầu lễ tôi có nói cầu nguyện cách riêng cho các bà, không có bà nào không có một nỗi lo, nỗi đau về con cái mình. Tôi không nói về chồng, về con cái thôi. Chính Đức Mẹ đâu có lo lắng cho Thánh Giuse nữa, Ngài đã chết rồi. Nhưng người con trước mặt trong 3 năm Đức Mẹ theo dõi, Đức Mẹ không dám cản trở bước chân của con mình. Có những lần đi tìm, nhưng nghe Chúa nói cái thì trở về. Chúng ta xin Chúa ban cho giáo hội, cũng là một bà mẹ, giáo hội cũng đang đau khổ. Bởi vì có những con người rất lạ lùng, như những con người chống giáo hoàng đó, và là những linh mục lạ lùng vậy. Có những giám mục cũng chống giáo hoàng đó. Mình phải nhìn thực tế như vậy. Thì ai là người đau khổ? Cả cái bầy chiên của Chúa đau khổ. Xin Chúa ban cho chúng con trong thánh lễ này, đặc biệt cầu nguyện cho các bà, các người mẹ biết dâng những đau khổ của mình mà không ai biết cho Chúa, để hợp với Chúa Giêsu mà cứu độ trần gian.